Hello, chào bạn. Chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nguyên Kho Vlog. Thì hôm nay là sau kỳ thi thì anh em mình đã quay trở lại cho bạn. Thì giờ anh em sẽ tập trung là quay càng nhiều video cho bạn xem nha bạn. Sau này có ai có ý tưởng nhiều quay cho bạn xem không? Ôi mày nhìn mà không biết. Thôi là bữa nay là sẽ có một bạn là bạn nữ vào quay chung với mấy anh em mình nha bạn. Làm gì thèm thùng dưới với ba. Ủa? Dạ. Thôi giờ thì nói chung là mấy anh này là nó ghiền quá, mình cũng biết sao nha bạn. Thì rồi chỉa cam cho bạn này giới thiệu nha bạn. Xét vô. Hello, xin chào các bạn, mình là Huỳnh Như, mình sinh năm 2009. Đây là lần đầu tiên mình đi quay, mong các bạn ủng hộ. Rồi thì hôm nay anh em sẽ quay trò chơi thử sức mạnh với lại sự khéo léo của thành viên chúng em nha bạn. Thì vòng đầu tiên đó là chơi vòng đầu tiên đó là chơi sức mạnh về bẻ cây là soi nha bạn. Thì cây này là 60kg nha bạn, anh em sẽ chia làm 3 đội bạn ơi. Thăm đâu? Thăm đâu? Đây, cầm. Thì anh em mình đây chia làm 3 đội, có 9 người thì anh em chia làm 3 đội nha bạn. Thì đây là những lá bài, thì số 3, số 4, số 5 thì ai bóc số trùng giống nhau thì sẽ cho một đội nha bạn. Ai bóc trước nè? Ôi quên, lâu rồi. Nè. Quay lại. Nè, rồi bóc đi. Còn không có là tôi á. Nhường đi. Rồi, số 5. Nó hay với trời đó. Rồi, mày bóc luôn. Rồi. Chưa thấy. Rồi, tới nữa à. Ngừng anh luôn đi. Vô. Đưa gậy đây. Số 5 luôn. Rồi, vô. Nước này chỉ có anh nhút, anh giật cứu thôi ha. Không, anh kia chưa cứu đâu. Vô đây. Rồi anh em vừa thăm lên. Ai số 3? Ê. Ai số 3? Ê. Ôi, ba được nữa trong đội. Số 3. Ôi, cái gì vậy? Ba số 3 nha mày. Rồi ai số 4? Ba đấy ta. Ba mình với mày. Ba này số 4, còn ba bên đây là số 5. Ồ, đúng rồi. Rồi thì giờ không sao, mình còn hai trò kia kéo lại. Thì anh em sẽ chơi làm 3 trò nha bạn. Chọn cái 3 thì xíu thì em sẽ bộc lộ sau nha bạn. Rồi, ba mình ngửa đi, đúng rồi, đúng anh em được ngửa không? Mấy bạn tội. Anh nhìn gắt hai đứa con trai. Bây giờ thì anh em mình sẽ bẻ 3 trái xài với bạn là tượng trưng cho đội thắng nha bạn. Thắng thì được ăn xài, thua thì phải nhìn miệng đội thắng ăn nha bạn. Ai lựa này hai? Cái này im nè, cái này ngon nè. Ừ, trái này cò chừa chân trái thôi ha. Rồi, lượm đi. Bẻ ngang đầu luôn. Ừ, bật ngủ nha. Ừ. Rồi. Bẻ lựa, bẻ trái. Bẻ vô, chụp chân trái nè. Cầm. Ha. Quá bạn. Để cái bự đi. Rồi ba trái đủ ha. Rồi giờ anh em ra chơi trò chơi nha bạn. Rồi giờ là tới tên phần đặt tên đội nha bạn. Rồi hãy ơi lên giới thiệu sương sương tên đội mình nha. Đội mình khá là mạnh nha bạn, nên đội mình đặt tên là ba đực ngựa nha bạn. Ba đực ngựa, đội anh em mình là ba đực ngựa. Rồi đội số 4 là lên giới thiệu rồi. Lên đội mình tên được cốt nha bạn. Rồi đội số 4 được cốt. Đội số 5 xin mời Phương Anh. Đội mình tên ba mỹ nữ nha các bạn. Ba mỹ nữ tính đấu với ba được gỡ. Anh nhật. Ba mỹ nữ tính đấu với ba được gỡ nha bạn. Mỹ nhật. Rồi giờ là giờ từ lớn tính bẻ trước ha. Ok. Thì bẻ anh em mình là cho tùy thoải mái nha bạn, là tùy chỗ nào cũng được, miễn bẻ là hai tay chạm vào nhau là tính một lần nha bạn. Thì mỗi vòng là 3 điểm. Rồi vô. Ai bẻ được đội nào bẻ được nhiều cái nhất thì đội đó thắng nha bạn. Rồi kêu. Vậy à, một người bẻ nhiều cái cũng được đúng không? Ừ. Rồi vô. Ba mỹ nữ. Ba mỹ nữ số 5 không? Xin mời anh. Anh em tôi chạy phóng tay vô đội ba mỹ nữ nè. Rồi quay qua các bạn nè. Ê quên, để cho bạn thấy là 60kg nào. Đây là Quyền. Thấy không?
Rồi, cái 60 kg các bạn nhật. Rồi. Giờ mình tăng tính an toàn lên thì mình nên sập tay vào đây. Anh em thủ liếm nè, anh em thủ liếm nè, tập học ở đây, tập học ở đây nè, tập học ở đây nè. Rồi, 1 2 3 bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 đâu, đâu 16 đâu, 16 đâu, 16 đâu. Được kèm không? Được. Tay mà kèm gì? 17 18 19 giữ cho ba. 20 21 21 kêu được 22 giùm em ha. Rồi chơi nhau không thôi mà. Nghe hả? Nói nghe không? 21 rồi đó. Chưa. Đấy hết rồi. Hình lại không? 21 nó có lực hơn. 2 3. Nghe không? Cho một cái luôn. Cho mày đi. Cho cái luôn đi. 2 luôn kìa. 2. Kia tiền nổi. Ôi trời ơi. Vậy là 23 cái như vậy. Dạ. Quay lại. Rồi nhảy cửa chứ. Mày mấy thành viên mới. Lên đây hẹn rồi coi. Này thì em mình chơi thì sẽ có những người là bé không nói như vậy, chẳng hạn như hai nhỏ lép đồ này các bạn. Rồi thử coi nếu như nổi thì bé không nói thì thôi. Nói không? Không thì mời ổn đi. Thử đúng không? Rồi tại thế này. Nào. Không thì mời đổi khác. Đổi đâu? Đổi thứ tư là đổi gì vậy? Được có. Đổi được cốt rồi. Được cốt rồi. Thì đổi đổi gì? Đổi con. Không đổi nãy kìa. 3 mỹ nữ thì được 24 cái nha, 24 cái nha bạn. Rồi giờ là tới đổi tới đổi được cốt. Được cốt nè, xin mời được cốt. Để hứng mới được. Có 2 cái rồi. 2, 3, let's go. 1. Đã chạm tay. 2 3. Như là anh hai nói 3 cái rồi đó. 4 5 6 6 đầu tiên có ba mỹ nữ. Đấy, yếu nhất kìa. Hay đội anh em mình giờ không biết sao nó quá mạnh rồi. Tới xíu nó quyền. Nói gì tôi nhột, nhột dữ à. 1 2 3 4 5 6 đỏ mặt chứ. Đó mặn chứ. 8 9 10. Thấy nổi không? Thấy nổi rồi. Rồi xin mời thành viên tiếp theo của đội được ngựa. Ờ, thở luôn hả? Gán được thêm 10 cái nữa coi, 5 cái người đó. Không nổi đâu, làm ngay. Có mấy cái hay mấy cái. Đội Nhật giờ đang đứng đầu. 11 đó. 12 13 14 thôi nó 25 cái tháng 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 Nhật xã ơi, 26 Sao không, Nhật xã ơi 27 28 Thôi nghỉ bẻ đi, 28 còn coi nữa. Có 28 cái buồn như vậy. Vậy là tháng đúng không? Gì nữa? Đó, nhật nãy mấy cái, 26 hả? 24 21 hả? 21 hả? 21 với 52 cái 50 cho sợ. Mấy ngày mình như vậy? Mình 28 rồi đó. Với 50 luôn. Nửa trăm hả? Nửa trăm hả? Nửa trăm luôn. 30, 31, 32, 33 Rồi. Lỗi ơi, có 50 cái rồi, xìu à. Rồi vậy là đội mình là đội ba lực nữa là dành 3 điểm trực tiếp nha bạn. Mình đội đó tuổi hết. Rồi giờ anh em sẽ tiến tới vòng thứ hai nha bạn, 1 2 3. Rồi giờ là tới vòng thứ hai đó là vòng sự nhanh nhẹn nha bạn. Rồi giờ là đội anh em mình ra kéo bao đây, ba đội ra nè. Ba đội chuẩn ra. Rồi. Mùi. Rồi đội thứ đội đây 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 đội 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 đây là cốt qua đây là được cốt giang bên ngoài. Ôi lộn ngoài luôn rồi. Mỹ nữ mà. Mỹ nữ. Sao đây ba bên nữ. Nghĩ sao là cốt có gan này nhá. Thằng mẹ đâu được cốt được mày lọc cứt luôn. Nè, 1. Mày nguyên đóng phân. 2 3. Nè giờ đổi rồi nè, giờ là thằng nào thắng đổi nào thắng là được vào chung kết. Ok. Hai đội lại thi nhau. 1 2 3. Sấm sét. Rồi xét, sấm sét có gì đâu. 1 ra là mẹ 1 2 3. Mày không nhá. 1 2 3. Đã thắng. Tào lao ha. 50 cái. 2 3. Ê, lại. Tao cho mày vô tao. Vô rồi. Tao. Mày nói vô. Không biết có đi. Tại nó. Rồi giờ quyết định nha. Anh em làm chứng nha, không nào giỡn nha. Ok. Giỡn hết đất liền đó. Mày làm tao xui đó. Giỡn hết đất liền. 2 3. Rồi. Ra đổi tao hiểu nha. 2 3. Cho nó bố thiền rồi. Nè 1 2 3. Ôi kìa. Mày thua, mày thua rồi. Mày vô duyên quá, đúng rồi thắng rồi đó. 1 2 3. Mày lại kìa, mày đi có nhảy. Tao kìa, tao gớt ra ra nha. Ừ. Gớt ra ra. 1 2 3. Ôi. Không mà đâu mày đó. Mày chút tao búa vậy. Đây đây, coi vô xuống. 2 3. Thôi ra sao? Sao lấy tao gớt thì bắt mày nhảy mà. Ôi mày gà. Đây cái đứa nè. Đếm mày, ai làm chứ ngăn đếm mày. 1 2 3. Ủa, anh đâu? Đếm nổ mày. Không có đâu. Để đó còn đó. Đếm lại đây. Lại đây lại đây. Đếm lại. Nó kêu nó đếm gì anh làm đi. Dạ dạ. Chính miệng đếm luôn. Chính miệng đếm luôn. Lại đây. 1 2 3. Tao gọi mày, mày không có vụ đó thì làm vui lại ra mày. Ờ. Nghe đổi thua rồi. 1 2 3. Anh em mình mạnh vô chung kết. Anh em mình mạnh vô chung kết. Ông đau đau chạy đi ông đau. Ai hai đó này là công bằng hay con gì nữa? Chơi cho bài. Chơi cho bài. Chơi cho bài. Chơi cho bài. Lấy bao hai cái rồi hả? Ở Nhật con gái mày nhảy với nữ đó Nhật. Ai cũng được. Nhớ nhớ nãy ừ, tao ai cũng được mà. Do nhật. Anh ủng hộ là kinh nhật. Quay nhỏ quay hả nhỏ gớt. Đâu quay nhật. Dạ dạ. Mẹ mặc xà rong đô tế. Xà rong tôn tôn. Quá nhộn. Xà rong đô tế. Phải chơi phải chơi nè. Đứng cho bạn coi. Đó. Ăn cái này. Rồi. Nhà rồi, mời hai thí sinh cân bằng. Cái bào nó nghèo nè, cái rồi, hai đội rồi, tới chỗ cho vừa, kìa Quyên, quay kìa Quyên. Mày nhảy mặt
Rồi thì giờ là hai đội đội lực cốt và đội 30 nữa sẵn sàng vô chứ. Tập mỗi đội có 3 lượt nhảy nha bạn. Đội được thắng giành 3 điểm và chung kết cho đội mình. 1 2 3 breed. Có điểm rồi. Tối, tối. Rồi, rồi về đọc về 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 đến mai về mai. Bây giờ là sẽ hai thành viên tiếp theo của hai đội được có và 30 nữa nha bạn. Vô. Nó dây đây, dây đây. Cuộc trong nè. Cuộc trong nè, dây đây. Mày mới có thể nhảy. 1 2 3 quẹt. Đội ơi, đội đội này, đội lực cốt hay nha. Đội 30 nữ. 30 nữ. 30 nữ đó giành chiến thắng. Quét quét quét. Rồi sửa lại mất mới được coi. Có không? Đội tiếp theo nha mấy bạn. Xin chia buồn cùng đội lực cốt. Đội lực cốt đã về Vinh. Đây là ok. Lát mẹ cậu vậy nè. Rồi giờ thì sẽ làm đội nãy là đội mình là sùm xì thắng nên là đội ba lực ngựa vô chung kết. Còn đội 30 nữ mới giành chiến thắng đội lực cốt các bạn. Nên giờ 30 nữ sẽ vượt với đội ba lực ngựa nha bạn. Lui về hai đối thủ, mời hai đối thủ lui về. Các bạn nhật nhảy gì là ăn rồi các bạn ơi. Ăn. Ăn. Bạn bị lỡ xin mời bạn đi ra. Bạn không có tư cách gì ở đây cả. Rồi xin mời cameraman nha, di chuyển về điểm của mình, điểm đích ạ. Chào là đội của 30 nữ VS với đội 3 được ngựa. Rồi mấy bạn về về đít đi. Và đây là giữa nữ và nam được các bạn. Nữ gì đây? 1 2 3 nhảy lên, nhảy rồi hả? Tiền bảo hiểm của anh là 5 tỷ. Cameraman đã sẵn sàng chưa ạ? Rồi mời anh hai nhỏ để bắt đầu trận đấu. Sao kia không nhảy? Gì kia? Nhục gì? Sao đòi mình nhục kia à? Hết nổi. Rồi sao cái gì vậy chứ Ken? Đi nữa được. Trời ơi. Bộ quá. Ngoài bạn như khỏi ba nha. 1 2 2 rưỡi. Quýnh trong bài hỏi thôi. 3 rồi giờ là bắt đầu là cái chuyên mục mà đội thắng ba trái xài lên lên em ơi. Đội cái gì? Đội gì quên rồi trời. Đội ba trái xài. Ủa, ba được ngựa. Đội ba được ngựa. Giờ căng bộ cái cuốn cái này. Tao mày ăn luôn đi thôi. Căng bộ cuốn cái này. Thôi mình không ăn đâu các bạn ơi. Không ăn nữa hay.
nay chưa rửa. Là hình phạt là cái gì? Trái của nãy bị trái gì em ơi? Trái hải bây giờ mà. Trái bự nè. Trái dính mũ. Mà trái bự. Trái dính mũ nè. Trái bự khác. Trái bự như thế này nè. Ừ mà trái bự có cuốn đúng không? Trái bự có cuốn nè. Con này nhớ không? Đúng rồi. Ôi nhớ trái còn mấy bé nãy. Vậy? Mày đi ba cho đâu? Rửa rồi, cho ăn vậy. Là mấy đội thua thì sẽ bắt buộc là phải nhìn đội thắng ăn nha. Nhìn thắng mặt nha. Cái xài này có gì? Nó đấm nó bộ quá chậm nha. Đi ngủ. Xài vô quyền. Xài non quyền nha. Ừ. Nghe đánh nó bộ quá chậm. Mời bạn nha. Ở đây chỉ có hai chỗ đi. Ba thằng hai chỗ đó, đánh gì đánh đi. Ăn mày gỗ giống à. Bụi nha. Ngực ngơi ngực. Cái gì nữa cái cuốn luôn hả? Không cắn rồi, cắn bữa. Ừ. Sẽ cắn dính. Mời bạn miếng nha. Đây một ngày luôn ba. Ý gọt gọt. Ê coi anh hãy ăn nhiều hay chết mình á. Dạ, yeah, bị gì á? Sao? Bị gì á? Diêm canh. Diêm canh. Về nhiễm đất vậy? Nhức ngót. Làm bậy bạ một cái nè. Thì em là yêu quái. Cái này ngon nè, cái bự. Đúc quá chèo. Ơi này giống con cá đớp. Giống 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 mấy con cá nhỏ á. Để tôi đúc bạn tôi. Ha không ra quay qua bạn nè. Ra. Ha không ra. Nhắm mắt lại. Thôi mở mắt đi. Nè, nè, mở mắt nhìn khúc nó vô rồi. Khoai hoài chứ thôi, tránh ra đi. Vô quá thì vô rồi. Vô hậu vô, bao tử coi. Ngon nghe nhật, ngon. Ê, ở đâu vậy? Dạ. Vy ăn kìa. Vy ăn kìa. Trời ơi, nằm ở đất rồi. Hẳn bét rồi cho ăn kìa. Dạ. Trời nó giỡn chứ, dạ anh em cũng xin hút video nha bạn, xin thào quý vị. Hôm nay là anh em định chơi tới ba trò luôn nha bạn. Đây nhất. Nhưng mà tại đội ba đực ngựa chơi thắng hai trò luôn rồi nên không có trò thứ ba nha bạn. Ba cái tên ba đực ngựa đó tất cả rồi. Đợi ba mỹ nữ, cái một ha. Bỏ tối. Về rồi đó lực cót gì lực cót hay lọt luôn bởi vì lọt luôn. Lực cót đi là lọt luôn nha bạn. Hôm nay là anh em mình chỉ qua là thêm tôi xui thôi. Sức mạnh và khéo léo rồi nha bạn. Tấu hài rồi bạn ơi. Thì qua được thi rồi anh em sẽ tập trung là đi quay video cho bạn xem thật nhiều nha bạn. Đến đây thì video cũng khá dài bạn, thì anh em cũng xin kết thúc video đây. Thì bạn nào thấy video của anh em mình hay thì đừng quên để lại một like nha bạn. Một lượt đăng ký nha bạn. Được chia sẻ nha bạn. Nhấn cái chuông nha bạn. Rồi dạ anh em mình cũng xin chào tạm biệt các bạn. Bye. Bye.